Xin chào các bạn. Tiếp nối clip sáng nay thì tôi có mấy điều như thế này. Tôi cần lực lượng báo chí bẩn hãy viết thêm về tôi một cách cụ thể về tên, tuổi, địa chỉ, tên Facebook một cách cụ thể. Và nếu có thể thì cứ up hình ảnh của tôi lên. Tôi rất cần điều này. Tôi rất cần điều này. Và nếu như thể hiện đó là báo chí chính thống và đang viết đúng thì nên viết một cách đầy đủ và rõ ràng tên nhân vật người viết, để tôi còn đấu tố. Chứ đừng có lấp lửng như thế này thì nó là một cái kẻ hèn nhát và tiểu nhân bẩn thỉu. Và dân chúng có dành cho cái từ báo chí bẩn thì không oan. Vậy thì muốn mình trong sạch, hãy viết một cách cụ thể tên của tôi, hình ảnh của tôi, để tôi dễ bề làm việc. Vì nếu như bây giờ tôi lên sở truyền thông thì tôi khá mất thời gian khi mà những cái thông tin nó viết báo chí bẩn viết nó không cụ thể. Tôi thách thức, tôi tuyên bố tôi thách thức báo chí. Hãy viết tôi một cách rõ ràng, cụ thể. Như năm ngoái viết đi. Để năm nay tôi sẽ tiện bề xử lý. Tôi nhắc lại, tôi thách thức, viết cụ thể cho tôi. Và nếu có thể up thêm cả hình ảnh của tôi lên để tôi tiện bề làm việc và dùng luật báo chí để chơi với báo chí bẩn. Còn thưa các bạn, người phụ nữ mang tên Nguyễn Phan Thị Bích Hằng, chúng ta thực ra chúng ta đã quá biết rồi, nhưng đây tôi cần đọc lại, tại vì đây tôi chỉ là đọc lại thông tin chứ tôi không có cái cảm tính của gì của tôi ở đây cả. Nhưng tôi có một cái điều như thế này, tôi đã từng hứa với tất cả các vong linh liệt sĩ ở những nơi mà người phụ nữ này đã làm những cái điều không đúng, tôi sẽ phải lấy lại cho họ danh dự, công bằng, công lý cho họ. Chúng ta hãy cùng nhau đọc về thông tin của Phan Thị Bích Hằng trên Wikipedia. Cái này thì chắc chắn là không thể viết sai được rồi. Phan Thị Bích Hằng sinh ngày 15 tháng 2 năm 1972, là một nhà ngoại cảm Việt Nam. Bà biết đến trong thời gian gần 20 năm, bà dùng khả năng ngoại cảm để tìm kiếm hàng ngàn bộ hài cốt mà bà cho đó là những người bị thất lạc, chủ yếu là liệt sĩ, thông qua đối thoại trực tiếp với linh hồn người chết. Tuy nhiên sau đó, hầu hết các vụ tìm kiếm đã bị đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam tuyên bố là giả mạo và nhầm lẫn. Đấy là thông tin thứ nhất. Thông tin thứ hai, VTV vạch mặt nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Tháng 10 năm 2013, trong một chương trình Trở về ký ức của Đài Truyền hình Việt Nam được biên tập và thuyết minh bởi nhà báo Thu Uyên, có phóng sự nói rằng tất cả mẫu vật được Viện Pháp y Quân đội giám định lấy từ hài cốt mà bà Bích Hằng đã tìm được đều là giả mạo. Qua đó VTV khẳng định bà Bích Hằng là gian trá và thất đức. Đó là thông tin thứ hai. Thông tin thứ ba, Giám đốc Trung tâm Hội Khoa học Thông tin Viễn thông Ứng dụng, tên viết tắt là Liên hiệp Khoa học Công nghệ Ứng dụng, ông Vũ Thế Khanh là giám đốc, cho hay đây là người có khả năng thần giao cách cảm. Cho nên hôm qua tôi mới nói là cái trung tâm của ông này nó đẻ ra cái sản phẩm là Phan Thị Bích Hằng. Và hôm qua tôi nói về hai nhân vật này thì hôm nay có bài báo viết rất bô lá bô tét. Các bạn có thể tự liên hệ, tự sâu chuỗi. Còn đối với tôi, hôm nay tôi nhắc lại, tôi thách thức báo chí. Hãy viết một cách cụ thể về tôi. Và lần này tôi nhắc lại, tôi thách thức và viết một cách cụ thể chi tiết về bản thân tôi. Tôi sẽ dùng luật báo chí để chơi với tất cả các tờ báo nếu như viết về tôi, cho dù viết như thế nào. Nếu mang tính tiêu cực, phản cảm và sai sự thật, tôi chơi đến cùng luôn. Tôi nhắc lại, tôi thách thức, hãy viết lại. Đừng viết như sáng nay vì nó không cụ thể ai cả. Hãy viết một cách cụ thể. Vì như thế này nó tỏ ra đúng là kiểu tiểu nhân bẩn bỉ ổi, bẩn thỉu cống rãnh.
Hãy tỏ ra là mình là người đi, đại diện cho cơ quan ngôn luận thì viết cho đàng hoàng vào. Đây là một cái tờ báo Sài Gòn Giải Phóng cũng có thương hiệu và uy tín, mà để báo, nhà báo viết một cái bài báo không cụ thể danh tính và bôi nhọ danh dự người khác. Viết cụ thể đi, tôi cho đến nơi đến chốn thì thôi. Tôi nhắc lại, tôi thách thức, hãy viết một cách cụ thể về tôi đi, tôi cho đến nơi đến chốn thì thôi. Tôi chờ đấy. Còn sáng ngày mai tôi vẫn cứ phải ra, hoặc chiều nay hoặc sáng mai tôi sẽ cứ phải ra để tôi hỏi về các thủ tục cần thiết, tôi sẽ phải nhờ luật sư. Tôi không để yên chuyện này nữa. Và tôi yêu cầu các báo chí hãy viết một cách đàng hoàng. Đó là gì? Làm người thì viết, nói là phải cho ra nói, nói cho đàng hoàng, đúng nghĩa đúng ý xem nào. Viết thẳng với tôi xem nào. Sao cứ phải giấu giấu diếm diếm, che đậy cái tiêu đề thế? Không dám à? Không dám thì ở nhà đi. Đừng thể hiện là mình đại diện cơ quan ngôn luận, viết những cái tờ báo, bài báo gọi rẻ tiền như thế. Hãy thể hiện mình có năng lực đi. Thể hiện mình là một tòa báo, nó có một giá trị chút cho lòng dân đi. Đừng để dân người ta nói cho là báo bẩn nữa. Viết một cách cụ thể với tôi đi. Tôi tiếp luôn, tiếp tất. Nhớ đấy, tôi đang chờ. Tôi đang ở Sài Gòn để chờ. Viết một cách cụ thể vào. Rõ chưa? Làm người sống nó phải đàng hoàng. Xin chào và hẹn gặp lại.